cách mà mình kết nối wifi trên cái dòng máy đời mới của Ricoh nhé. Thì ở phần wifi này mình sẽ bật lên on lên, mình bật on lên để mình kết nối này. Sau đó mình sẽ ví dụ đây mình kết nối với cái này nhé. Đấy, sau khi kết nối xong rồi đây, sau khi kết nối xong mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ vào phần modify cho mình sâu sâu lên ở chỗ này này, IP này mình sẽ chọn static static xong mình sẽ đặt cái IP ở đây. Đấy, ví dụ đây nó đang lấy là 128 thì mình sẽ đặt theo cái ý mình, 192.168.1.222 chẳng hạn đấy, xong mình xếp lại. Đấy, như vậy mình đặt IP tĩnh cho nó nhé, nhớ giữ ở đây này. Xong hiện lên cái này thì bấm vào modify. Đấy, ở dòng dưới này, gateway này. Đấy, được rồi. Thế thôi, xếp lại thôi. Như vậy là nó vẫn kết nối được vào mạng bình thường.